Bây giờ là 5 giờ 43 chiều ngày mùng 7 tháng 6. Buổi tối nay lại mưa to rồi các bạn ạ. Tôi đang chuẩn bị đóng hàng để gửi đi một số các quý khách. Chỗ này có 1 khách, 3 khách, 4, 5 khách, 6, 7 khách. Tối nay chắc là tôi chỉ đóng được cho khoảng 4 người thôi. Thì bây giờ tôi sẽ tranh thủ khui cái này ra trước, sau đó thì để đấy, ngày mai mới xử lý. Đây là từ Lan Phương Mai 0906899386 ở Hoàng Mai, Hà Nội. Một cái thùng đóng rất là gọn gàng, cẩn thận, rất đẹp luôn các bạn ạ. Rất là nhiều bông. Mình lại có bông để đóng hàng luôn. Wow. Sạch sẽ lắm các bạn. Một chậu này. Người ta ghim rất là kỹ nhé. Bây giờ tôi sẽ khui ba cái chậu này ra để xem bên trong như thế nào các bạn. Cây rất là đẹp các bạn ạ. Tôi đặt ba cái cây kiếm xanh sạch. Thì ngày mai đi, tôi sẽ chia sẻ với quý vị thế nào là kiếm xanh sạch. Để mình chờ số đấy các bạn. Dĩ nhiên là cũng hên xui thôi. Nhưng mà mình trong dàn mình bây giờ nó rất là nhiều kiếm rồi, thì mình sẽ tìm một số cái gì đấy nó độc lạ một chút. Tuy nhiên là không cứ nhất định là cây xanh sạch là sẽ sổ ra được cái hoa đẹp đâu. Nhưng mà tỷ lệ của nó thì những cây đột biến đấy các bạn, ví dụ như cây xanh Huế, cây Phan Trí, cây vàng Tây Ninh là những cây xanh sạch đấy ạ. Thì hoa nó sẽ sáng màu, đa số là như vậy. 2 này, 4 5 là 10 lá trên một giả hành, à trên một cây. Cây này đang đẻ luôn. Cái này bây giờ tôi khui ra như vậy thôi, nhưng mà tôi sẽ chưa làm gì đâu, tôi phải đóng hàng đã. Cái này bây giờ là tôi sẽ để sang một góc, ngày mai xử lý sau. Mình khui ra cho nó đỡ hầm hơi thôi các bạn ạ. Thưa quý vị, tôi đã trồng xong hai cái chậu. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái quá trình mà tôi triển khai trồng cái cây này vào chậu. Đầu tiên thì các bạn nên chọn những cái chậu mà nó vừa phải thôi. Khoảng tầm phi 20 thôi là được rồi. Phi 20, 21 thôi. Đừng làm chậu quá to nhé các bạn. Khoảng tầm 1 năm rưỡi nữa mình sẽ chuyển sang chậu to. Còn mình không nên là trồng một cái cây nhỏ vào một cái chậu phi 40. Thì nó rất là bất cập, tốn nước, tốn giá thể, tốn diện tích và không giải quyết được cái việc gì đâu các bạn. Mình nên chọn cái chậu ít lỗ thôi, vừa phải, lỗ nhỏ thôi các bạn, không cần phải lỗ to mà cũng không cần phải nhiều lỗ. Cái này là tôi mua ở dụng cụ cây cảnh.com. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm là cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben01 của Hùng Nguyễn. Đó, là cái viên to bằng ngón tay út đây các bạn này. Đây, cái viên này. Năm ngoái thì người ta làm cái viên nó nhỏ hơn, năm nay người ta làm viên lớn các bạn ạ. Rồi, cái nữa là cái phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc 20-10-10 NPK đó các bạn. 20% đạm, 10% lân, 10% kali. Và TE là trung vi lượng. Ngoài ra thì cần phải chuẩn bị thêm là vỏ thông Newzita Ki. Cái này là Newzita Ki, nó là giá thể một sự kết hợp. Đây là vỏ thông Newzita Plus. Đó, cái Newzita Ki đây ạ. Thì trước hết là chúng ta sẽ cho vỏ thông vào trong cái chậu này, Newzita Plus vào trong cái chậu này. Khoảng tầm 10 cm.
Đây ạ, cái này là Newzita kích cỡ từ 6 đến 9mm các bạn. Cái này người ta đã xử lý rồi, rất là sạch nhá. Cho một bát này. Sau đó là mình sẽ cho thêm cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01 của Hùng Nguyễn. Thì tôi mua cái dạng bao, một bao như vậy là 25 cân. Mình sẽ cho vào trong này khoảng 3 đến 4 lạng để làm cái lớp lót đấy các bạn. Sau đó là cho một chút xíu khoảng tầm chừng này, khoảng 20-30 viên phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc. Thì cái phân này và cái ben kia, cộng vậy này, cái key này thì tôi cũng mua ở dụng cụ cái cảnh .com thôi. Các bạn đặt trên dụng cụ cái cảnh .com nha. Đây, cái này là người ta đã xử lý rất là sạch sẽ rồi và rất là đẹp chuẩn cho kiếm. Nó có cái vỏ thông, dớn vụn, đá bọt. Và cái bột này là bột than của vỏ đậu phộng. Bây giờ mình sẽ khui cái chậu này ra và rút nó ra. Rút cả cái cục này ra khỏi cái chậu. Giống như vậy này các bạn. Đây là cái cây kiếm sau khi tôi rút ra khỏi cái cốc. Bộ rễ có thể nói là rất là khỏe và rất đẹp. Mình không được cắt rễ đi nhé các bạn nhé. Cũng không nên cắt. Rồi, sau đó mình cho vào đây luôn được không ạ? Cho vào đây luôn được không các bạn? Không được nhé. Cho vào đây luôn là hỏng rễ đấy ạ. Mình sẽ phải cho một cái lớp ki. Đây, giá thể ki vào đây để cách ly giữa cái lớp Ben 01, lớp phân với cái bộ rễ. Sau đó chúng ta đặt cái chậu lan, cái cốc, cái khóm lan, cái bụi lan, hay gọi là cái bầu lan vào trong cái chậu này. Để như vậy. Sau đó chúng ta lại đổ thêm một lớp ki ở xung quanh nữa. Các bạn lưu ý là mình nên có một cái lớp ki để bón lót. Cái bộ rễ cây lan khi mà nó cắm xuống dưới trong, xuống dưới chậu một cái, xuống dưới giá thể, xuyên qua lớp ki là đến lớp dinh dưỡng luôn. Thì cây lan nó sẽ rất là tốt và nó quen với lại cái dinh dưỡng, quen với phân ngay từ đầu luôn. Còn nếu mà các bạn đợi cho nó ra rễ rồi các bạn mới ném, hay các bạn mới bới bới cái giá thể ra, các bạn vứt phân vào trúng cái rễ luôn, thì cái rễ đấy hỏng luôn đấy các bạn ạ. Đó. Rồi. Như vậy là đã khá đẹp rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút xíu cái Ben 01 ở xung quanh. Cho cái Ben 01 xung quanh này, ít thôi. Thì cái bầu nó ở giữa. Ben 01 ở xung quanh này thì nó sẽ không có tiếp xúc vào cái bộ rễ đâu các bạn nhé. Đấy. Như vậy đó. Rồi sau đó thì chúng ta lại cho thêm một chút cái khoảng tầm 2 đến 30 viên phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc và xung quanh. Để cái rễ nó phi ra một cái là nó gặp phân luôn. Có nghĩa là đạt tiêu chí là bón ở xung quanh và bón ở dưới đáy. Rồi bây giờ các bạn có thể phủ lên trên này một lớp ki, hoặc là một lớp sơ dừa bột, hoặc là sơ dừa xay. Thì tôi là dùng cái sơ dừa bột để tôi cho vào phủ và xung quanh. Là cái sơ dừa này đây các bạn. Đây này. Thứ nhất là để nhử rễ. Thứ hai là để giữ ẩm. Khi mình giữ ẩm như này và mình nhử rễ như này ấy, thì cái rễ của cái cây kiếm nó sẽ không chổng ngược lên trời. Rất là ít khi nó bị phi lên trời nếu mà đủ độ ẩm như vậy. Một lớp mỏng khoảng tầm 1cm đến 2cm ở bên trên thôi. Và các bạn lưu ý cho tôi là khi mà mình trồng xong như vậy á, là mình mang ra để mình tưới thật đẫm ngay vào luôn nhá. Tưới càng đẫm càng tốt. Và nếu mà trồng ở trong một cái chậu phi 20 như vậy này, với giá thể như thế này, thì cứ khoảng 2 ngày
đến 3 ngày mình sẽ tưới một lần. Và mỗi một lần tưới á thì khoảng tầm 20 phút bằng tưới tự động. Còn nếu mà tưới tay á thì phải đảm bảo là nước nó chảy vào trong chậu, chảy qua giá thể và chảy ra khỏi chậu, chảy ròng ròng luôn. Phải tưới thật đẫm luôn. Đối với cái cây kiếm này, nếu các bạn không bón phân thì các bạn tưới thế nào cũng được, nhưng khi các bạn đã bón phân là các bạn phải tưới thật đẫm. Có khi một chậu này phải tốn đến 5 lít nước, đến 10 lít nước ấy, 5 lít, cỡ 5 lít. Rồi, như vậy là đã hoàn thiện được xong cái quá trình từ lúc trồng, từ lúc lấy hàng cho đến lúc trồng. Thì nếu mà quý vị muốn mua những cái cây này này thì có thể liên hệ với cái chỗ này các bạn nhé. Vườn Lan Phương Mai của anh Lương Minh, Lương Hà Minh. Lương Hà Minh, số điện thoại là 0966 526886. 0966 526886. Thì anh Minh là một người rất là thân thiện. Nói chung là tôi làm việc với anh Minh mấy lần rồi, thì hàng hóa tôi nhận được đều rất là đảm bảo. Đấy, thì các bạn muốn liên hệ mua thì có thể, ở đây có hai chi nhánh này. Một chi nhánh ở Hà Nội, một chi nhánh ở Bình Phước. Đấy, có cái Facebook Đào Mạnh Thưởng. Số điện thoại Zalo là 0947424231. Đó. Phương Mai Đào Mạnh Thưởng. Nói chung là một cái cơ sở làm rất là chuyên nghiệp. Thì ở chỗ này tôi thấy là có giả hạt, gieo hạt, rồi kiếm gieo hạt. Thì cái cây này là cây xanh sạch, như hôm qua tôi nói với các bạn đó. Là dĩ nhiên là giá cả nó sẽ khác, và cái sự lựa chọn nó sẽ khác. Xanh sạch nghĩa là cái đầu lá này này, nó không có cái tím, không có đốm tím ở đầu lá, hoặc là đốm đen gì đó. Nghĩa là nó xanh, xanh hết từ trên, từ dưới lên trên. Nó giống như giả hạc vậy đó, cái cổ lá này. Cho đến là lên trên này nó xanh hết, nó không có một cái đốm tím nào trên lá cả. Và đặc biệt là ở đầu lá. Các bạn có thể xem cái cây Phan Chí, cây xanh Huế, để nhìn, để nhận biết thêm về cái đầu lá này. Hoặc là cây vàng Tây Ninh. Thì cái đầu lá này đều xanh sạch như vậy này các bạn. Như vậy là chậu này xong rồi nhá. Còn hai cái chậu này của tôi. Thì bây giờ tôi sẽ cho thêm cái sơ dừa lên. Ở đây á, tôi trống hai cái que này để cho cây đỡ lắc, tại vì cái bộ rễ này nó nhiều nhưng mà nó lại không được khỏe giống như hai cái gốc này. Hai gốc này thì nó chắc hơn này, nó có thể tự đứng được. Con này thì nó hơi nghiêng ngả tí, thì mình sẽ trống lên như vậy. Hoặc là các bạn có thể làm cái dây thép vòng từ bên này sang đây để buộc cái lá vào, để cố định lại cái cây không cho nó lắc. Đó, thì mình cho cái vỏ, cái sơ dừa vào đây này các bạn, vào gốc này để nhử rễ. Và cho sơ dừa vào gốc này này, nó có cái lợi ở chỗ là sau này các bạn tách giả hành rất là dễ nhé. Các bạn đưa con dao vào, các bạn sấn một phát là qua lớp sơ dừa là tách được cái giả hành ra. Còn nếu mà các bạn cho những cái viên vỏ thông to như này nó dính vào đây, thì các bạn đưa con dao vào, các bạn sấn phát là trúng viên vỏ thông luôn, thì không sấn được nữa. Đó, sơ dừa nó mềm thì mình sấn nó rất là dễ. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho sơ dừa vào đây, sau đó thì mang đi tưới thật đẫm rồi mang ra ngoài giàn. Và để ở trong giàn thôi, là xong. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7. Trên cái sạp này thì toàn là những cây lan tôi vừa mới trồng. Ba cây lan kiếm hôm trước tôi đã trồng vào đây. Thì hôm nay vẫn đang sống rất là khỏe, ổn định. Và bộ rễ này các bạn này, chuẩn bị đẻ. mấy cái này chuẩn bị đẻ khá là nhiều. Nhân thể thì tôi cũng mời các bạn xem một số những cái chậu lan kiếm mà tôi trồng từ hạt, hoặc là trồng từ tách từng cây ra trồng. Ví dụ như cái chậu này,
là một cái chậu mà tôi trồng từ hạt đây. Lúc ban đầu là một cây. Đây các bạn, cây này nhé. Rất là hiếm để có được những cái cây kiếm gieo hạt mà lúc mới gieo to như này. Thì đây là trường hợp nó hơi đặc biệt một chút. Sau đó thì cái cây này ấy, nó đẻ ra được 3 cây. Cái gốc nó đẻ ra 3 mầm. 3 mầm này thì mỗi một cây nó đẻ ra được 2 cây. Thành ra sau 1 năm á, thì từ một cây gieo hạt, hôm nay tôi đếm được là 1 này. Cho nó sáng lên chút đã, tối quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau 1 năm thì từ 1 cây nó thành 10 cây. Trong vườn nhà tôi thì có những cái chậu mà đạt kỷ lục á, 1 năm từ 1 cây thành 12 cây. Còn lại trung bình ấy thì 1 năm từ 1 cây thành khoảng 7 đến 8 cây. Ví dụ như chậu này, sau 1 năm rưỡi thì từ 1 cây nó thành là 16 cây, 17 cây. Nếu mà mình tách ra thì nó đẻ còn nhiều hơn nữa cơ. Tại sao mà nó đẻ được nhiều như vậy? Là tại vì á, cái cây kiếm nó hay ở chỗ là có khi nó vẫn còn non lắm, non tơ lắm, đã đẻ rồi. Ví dụ như cây vị hoàng này chẳng hạn. Cái mầm này còn rất là tơ nhé. Mầm này mới được có khoảng tầm 3 tháng thôi. Mà lại đẻ nữa rồi đây này. Đó. Nó không cần thiết là phải đủ bộ lá nó mới đẻ đâu. Nghĩa là mầm non vẫn đẻ ra được. Thành ra là lúc đầu tiên cái bộ rễ của nó chưa bám thì mình cảm thấy cái sự phát triển của cây lan nó rất là trì trệ, chậm chạp. Nhưng mà khi mà bộ rễ nó đã bám rồi, hút đủ chất, đủ nắng, đủ nước, cái cây nó lực rồi á, nó đẻ khủng khiếp lắm các bạn ạ. Đây tôi ví dụ với các bạn một cái chậu này nhé. Cái cây này này, nó hoàn thiện bộ lá, nó đẻ ra được một cái mầm này. Lá còn chưa dài hết nhé các bạn, chưa mở hết lá nhé. Mà chưa mở hết lá mà đã đẻ được thêm 2 mầm ở dưới này. Chưa nở củ luôn, để thêm 2 mầm. Đấy, thế thì nhanh lắm. Hay ví dụ như ở đây, mới có 8 tháng thôi, mà từ 1 cây nhé, để ra thành 2, này 4, này 6, này 7 cây. Một cây thành 7 cây. Đấy, thì những cái chậu này là tôi đã quay clip từ cái quá trình mà tôi bắt đầu trồng cho đến cái lúc mà nó thành phẩm. Thì cũng dần dần cũng sẽ đăng thôi, đăng từ từ thôi. Cũng không phải giống nào cũng đẻ khỏe và đẻ sung được như vậy đâu các bạn nhé. Một số giống lan ấy, một năm nó chỉ đẻ được có 1-2 vụ thôi. Nhưng một số giống kiếm một năm nó đẻ đến 3-4 lần ạ. Thì phải trồng nhiều mới biết được. Phải sưu tầm về nhiều và có nhiều kiểu chăm sóc khác nhau mới thấy được. Ví dụ đây này, cây mẹ này, cây mẹ đây, mẹ đẻ ra con thì mẹ và con chênh lệch nhau chẳng có bao nhiêu cả, giống như kiểu nó vừa mới lú mầm ra cái nó đã chuẩn bị đẻ luôn rồi đấy. Đấy, đây mẹ này, cái này này, cái này nhá, vừa mới lú ra cái đã đẻ ra được mầm bên này với lại mầm bên này. Đấy, nó lại sung thế cơ. Có một số cây thì nó phải hoàn thiện cái củ, nghĩa là nó phải căng củ rồi nó mới đẻ. Hoặc là do chế độ chăm nữa. Chăm mà cây nó sung, cây sung đủ chất, đủ đạm, đủ lân, đủ kali, đủ trung vi lượng, đủ nước, cây nó đẻ rất là khỏe. Ví dụ như cái chậu này tại sao nó đẻ chậm?
Cái giống này nó đẻ rất là khỏe, nhưng cái chậu này đẻ chậm tại vì lúc đầu tôi trồng ở trong một cái chậu rất là nhỏ, nó không đủ chất, thành ra đẻ chậm. Nhưng sau đó tôi chuyển vào trong chậu này đủ nước đủ phân thì bắt đầu nó có sự nhảy vọt luôn, tăng vọt về số lượng mầm luôn đó. Thế cho nên là tôi nghĩ là nếu mà quý vị trồng kiếm thì khác giả hạc một chút ở chỗ là trồng cái chậu nó tương đối một chút, đừng trồng chậu nhỏ quá, nhưng mà cũng không nên trồng chậu to quá thì cây nó sẽ rất là to khỏe và đẹp. Và đặc biệt là tưới nước ấy, tưới nước là mình phải tưới đẫm, đã không tưới thì thôi nhưng mà đã tưới là phải tưới đẫm. Nếu mà mình không tưới đẫm là cây nó không đủ nước đâu, hoặc là nếu mình bón phân mà tưới không đẫm á thì cây nó sẽ bị thừa thừa phân. Thừa phân thì nó sẽ bị nổ tế bào đấy các bạn, hỏng tế bào đấy, dùng từ dân gian là nổ thôi, thực tế nó là hoại tử tế bào. Trong giàn của tôi đến nay tôi nhẩm nhẩm thì nó cũng khoảng tầm hai mươi mấy 30 giống kiếm khác nhau rồi. Mặt hoa thì đủ các kiểu hết, phải hàng gần 100 mặt hoa. Có nghĩa là nó cùng một vùng miền nhưng đôi khi hoa nó lại không giống nhau tí nào cả. Hoặc cùng một lô nhưng hoa nó cũng không giống nhau chút nào hết á. Thì ở đây là cái chế độ chăm của tôi, những cây mà rẻ tiền cho đến những cây mà có giá thì tôi đều trồng bằng cái chế độ như vậy thôi. Kể cả những cây xanh Huế hay là vàng Tây Ninh. Ví dụ như chậu này là vàng Tây Ninh này, tôi cũng trồng như vậy luôn. Cái chậu vàng Tây Ninh này, cái cây này nó còn chưa mở hết lá mà đã đẻ rồi. Rồi cây Phan Chí. Cây Phan Chí là một cây đẻ hơi chậm. Nói về góc độ đẻ của cây này thì so với cây vàng Tây Ninh với lại so với cây vị hoàng là thua đấy. Cái chậu này 11 tháng 14 ngày. Từ lúc bắt đầu trồng cho đến bây giờ. Lúc bắt đầu trồng là một tép hai mầm. Mầm nó mới lú một chút xíu thôi. Một tép hai mầm. Sau 11 tháng 14 ngày thì cái chậu này bây giờ ấy là 11 cây. Và tôi tách cây mẹ ra. Đây là cây mẹ của nó này các bạn. Cây đầu tiên của cái chậu đấy. Thì nó lại ra được hai cái mầm xoáy. Hai cái mầm xoáy này sắp tới á, ở chỗ này nó sẽ đẻ ra được rất là nhiều mầm. Như vậy là rất là tuyệt vời luôn. Đó. Hay ví dụ như chậu này. Lúc ban đầu nó chỉ là một cây này thôi này. Một cây này. Thì sau khoảng một năm, từ một cây đấy, bây giờ cái chậu này là có 2, 4, 6, 7 cây. Và 1, 2, 3, 4, thêm 4 mầm nữa. Thì có nghĩa là chỉ cần khoảng tầm 13, 14 tháng, từ một cây sẽ thành 12 đến 13 cây một chậu. Rất là nhanh đúng không các bạn? Hay là chậu xanh Huế này cũng vậy thôi. Lúc đầu tiên là tôi trồng có một tép thôi. Một tép đây này, tép này. Thì sau một năm rưỡi, từ một cái tép này, bây giờ cái chậu này nó đã thành 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 cây. Cái chậu này thì nó đẻ hơi chậm hơn so với lại chậu vị hoàng. Nhưng mà đẻ cũng rất là khỏe. Lúc đầu tiên là tôi trồng nó chưa có đạt. Sau này khi cây nó lực lên rồi nó đẻ mới kinh khủng. Hay ví dụ như Phan Chí này các bạn. Cứ một cây đẻ ra hai cây. Đó. Rồi đây nó ra mầm xoáy này. Thì chẳng mấy chốc mà đầy chậu.
Cho nên mình trồng cái cây kiếm này ấy các bạn, mình phải kiên nhẫn. Còn ví dụ như cái cây đồ long đao đây các bạn, tôi cũng mới trồng nên tôi mới để ở đây để cho nó giảm cái hiện tượng mất lá, mất nước qua thân và qua lá. Thì cái cây đồ long đao ở đây là một năm ấy thì từ một cây thường ấy là chỉ thành ra là khoảng tầm 4 đến 5 cây thôi. Một chậu 6 cây là giỏi, 7 cây là cực giỏi. Cây đồ long đao này nó đẻ hơi chậm. Cùng một chế độ chăm sóc như nhau thôi nhưng mà nó đẻ chậm lắm. Còn bát xanh sạch là như thế nào ạ? Ví dụ như đầu lá này. Các bạn sẽ thấy đầu lá nó xanh. Đây là cây xanh Huế. Đầu lá xanh nhá. Xanh Huế nữa này. Thì những cây đầu lá xanh này này, nó giống như là kiểu chúng ta bắt xanh sạch ở cây giả hạc ấy. Xanh Huế nhá các bạn, đây có hoa luôn này, đang có hoa này. Thì đầu lá xanh là hoa nó sẽ rất sáng màu hoặc là hoa vàng. Phan Chí này cũng hoa vàng này, xanh Huế đây. Cũng đầu lá xanh này. Rồi cây vị hoàng. Cây vị hoàng này có hoa rồi. Đây cũng đầu lá cũng xanh. Đó. Thì đấy là cách để bắt đây, vàng Tây Ninh. Nói chung hoa cứ vàng là đầu lá sẽ xanh. Còn đầu lá thế nào là không xanh thì mời các bạn ra đây xem. Trời sắp mưa rồi các bạn ạ. Quay clip này phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Đây này các bạn này, lá như này thì không thể nào hoa vàng được đâu. Cây này hoa vàng này. Cây hoàng hồng hoa hơi vàng, vàng cam. Cây này hoa cũng vàng. Cây này chưa có tên. Tôi đang làm giống mới được có 3 chậu thôi. Còn cây này là hoa mắm. Đấy, nó có cái đường này này. Lá nó cũng không được sạch. Các bạn thấy rõ không ạ? Lá không sạch nhá. Đây này. Chuẩn bị mưa siêu to khổng lồ luôn. Gió vù vù luôn các bạn. Các bạn thấy dàn tôi thoáng không ạ? Gió nó đi vào này. Trong này tôi trồng rất là nhiều rau, tôi không có phun thuốc ở trong giàn nên là trồng rau ở đây để ăn luôn. Đây. Cái đầu lá này nó hơi tím tím, hơi đen đen tím tím này các bạn. Thì hoa của nó không vàng đâu. Đấy là kỹ thuật để bắt sổ số hoa vàng. Tôi chưa thấy cái cây nào mà đầu lá nó tím như này mà hoa vàng cả. Giàn của tôi hiện tại là khoảng gần 30 giống lan kiếm với rất là nhiều mặt hoa, phải gần 100 mặt hoa đấy các bạn ạ. Cây nào mà lá xanh thì có thể là hoa tím hoặc à xin lỗi, đầu lá xanh thì có thể là hoa vàng hoặc là trắng, còn đầu lá tím thì thua. Như cây này tím đậm này, tím đậm tím đen như vậy thì hoa nó cũng là hoa kiếm mắm thôi, nó không được vàng đâu. Cây này là hoa vàng mỡ gà này, trắng mỡ gà, lá cũng rất là xanh. Đây là cây lá sần đó, để tôi tìm xem hôm nay trong này còn chậu nào đang có hoa không. Còn cái đầu lá kiểu chớp, đầu lá sét đánh chớp như này thì là hoa flat nhé các bạn. Đây này. Đó. Đây là bị chớp này. Cái này là cây đột biến. Hôm nay chẳng thấy cái nào có hoa nhỏ. Ở đây. Có một bông. Kia các bạn nhé. Hoa đó, hoa của nó gọi là hoa mắm. Thì cái đầu lá của nó đây,
đây này, đấy, gân lá, giữa lá này và đầu lá này tím, tím đen, thì nó sẽ không phải đột biến, cho nên mình bắt sổ ấy, mình có thể là né được cái hiện tượng lừa đảo. Ví dụ như họ bán cho mình một cái cây mà họ nói hoa này vàng đẹp lắm, nhưng mà mình nhìn thấy cái đầu lá nó tím ngắt hoặc là nó đen kịt như vậy đấy, hoặc là cái giả hành đây các bạn này, cái giả hành mà nó cứ đen đen tím tím kiểu này mà người ta nói là hoa màu trắng hoặc là hoa màu vàng thì tôi chưa thấy, tôi không biết là có không nhưng tôi chưa thấy, tôi nghĩ là không có đấy. Thân thủ mà nó cứ đốm đốm như này mà bảo là hoa vàng được thì tôi chưa thấy. Tím nhá các bạn nhá. Đó. Thì mình chơi lan lâu năm thì mình cũng nói chung là mình cũng rảnh quá mà mình ngồi mình nghiên cứu rồi mình ngắm nghía thân, lá, củ, rễ để mình tìm ra những cái đặc điểm chung để nhận diện. Tại vì thật sự với các bạn là cũng có rất là nhiều người ấy hỏi tôi: anh ơi, cây này là cây gì, cây này là cây nào, hoa nó như thế nào, vân vân, anh thẩm hoa giùm em, thẩm cây vân vân ấy. Rất nhiều người nhắn tin hỏi nên là tôi nhiều khi tôi bí nên tôi chẳng biết trả lời thế nào cả, nên tôi lại phải đi tìm hiểu. Thì tại vì các bạn cứ hỏi nên tôi lại cứ phải đi tìm hiểu, tôi tìm hiểu xong thì lại có những câu hỏi khác lại nảy sinh nên tôi lại đi tìm hiểu tiếp, rồi các bạn lại hỏi những câu khác tôi lại đi tìm hiểu tiếp, thì cuối cùng quá trình đấy nó cứ loanh quanh, cho nên là vừa học vừa hoàn thiện kỹ năng vừa hoàn thiện kiến thức thì cuối cùng ra là mình sẽ biết nhiều hơn một tí thôi. Đấy. Thì từ nãy giờ là lòng vòng lan man hết gần 20 phút rồi. Tôi chạy cơn mưa chút đã các bạn ạ. Chuẩn bị mưa cực to luôn. Chắc là hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like like cho clip phát để cho anh em chúng tôi có động lực để mọi người tương tác với lại cái clip nhiều hơn. Và clip nó hiện lên ở trên cái mục tìm kiếm nó nhiều hơn, nhiều người xem hơn. Đấy. Đấy cũng là một cái sự ủng hộ cho anh em làm chương trình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn thời gian qua đã ủng hộ anh em chúng tôi. Cuối clip thì mời quý vị và các bạn ngắm hoa Lady Pink một chút. Vì gió lạnh quá các bạn ơi. Bây giờ tầm 16 độ thôi. Lady Pink này. Hoa nhìn rất là đáng yêu. Mưa quá mà. Nét. Đó. Chụp hình cái hoa kiếm rất khó các bạn nhé.